Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip để đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Động đất Thâm Quyến gây ra phản ứng bất thường của chim và thú ở Thâm Quyến và Hồng Kông. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 2,8 độ Richter đã xảy ra ở Thâm Quyến. Dù cường độ trận động đất không mạnh nhưng nhiều nơi gần đó, bao gồm cả Hồng Kông, cách đó 35 km cũng cảm thấy rung chuyển. Trận động đất đã gây ra phản ứng bất thường của một số loài chim và thú ở Thâm Quyến và Hồng Kông, thậm chí gây ra tin đồn ở đại lục rằng một trận động đất cũng xảy ra cùng lúc ở Dương Giang và Đài Loan. Điều này đã bị chính quyền phủ nhận. 14 giờ 42 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 2,8 độ Richter đã xảy ra tại Thâm Quyến với tâm chấn ở Nam Sơn, Thâm Quyến. Mặc dù cường độ của trận động đất không mạnh nhưng nhìn chung có thể cảm nhận được ở Thâm Quyến. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Thâm Quyến, các loài chim và thú trong công viên động vật hoang dã Thâm Quyến thường có những phản ứng bất thường thoáng qua, chẳng hạn như gà gáy và chó sủa, khoi nhảy, chim cánh cụt nhảy và chạy ra khỏi vòng trong. Ngựa con chạy vòng tròn nối đuôi với nhau và thú dữ vừa chạy vừa nhìn xung quanh vừa gầm rú. Con voi châu Á lại rời buồng voi, con vượn la hét không chịu ăn. Cùng lúc đó, một số nơi ở Hồng Kông cũng cảm nhận được sự rung chuyển của trận động đất. Cây cối gần trụ sở chính phủ trung ương, chim chóc bay tứ tung, hơn chục cây thông chạy đến tấp vào chân các nhân viên an ninh của chính phủ. Trụ sở chính đã bị thua lỗ trong một thời gian. Theo các chuyên gia của Cục Quản lý Động đất Thâm Quyến, mặc dù cường độ của trận động đất nhỏ nhưng người dân cảm nhận rõ ràng trận động đất do tâm chấn nông của nó. Ngoài Thâm Quyến, trận động đất cũng ảnh hưởng đến các thành phố ở đồng bằng sông Châu Giang như Đông Quang và Huệ Châu. Nó đã không được phát hiện và tất cả chỉ là tin đồn. Thâm Quyến nằm ở phần giữa của vùng động đất dọc theo bờ biển phía đông nam, có ba đới đứt gãy đi qua khu vực đô thị. Nó có nền tảng cấu trúc địa chất dễ xảy ra các trận động đất vừa và mạnh. Việc theo dõi và phòng ngừa cần được tiến hành đồng thời và phòng thủ toàn diện cần được chú trọng. Hu Hong Jun, giám đốc khoa học của Đài Thiên văn Hồng Kông, đã tổ chức họp báo lúc 16 giờ cho biết đã nhận được hơn 100 báo cáo động đất từ người dân Hồng Kông, chủ yếu ở Tai Po, Wenlong và Sheng Shui. Tâm chấn nằm ngoài biên giới Hồng Kông nhưng khá gần Hồng Kông. Cường độ của trận động đất được đo trên thang độ 2,5 độ Richter và cảm giác được đo trên thang cường độ địa chấn Mercalli sửa đổi. Trận động đất có cường độ càng cao hoặc càng gần tâm chấn thì càng có thể cảm nhận được nó. Cơn chấn động được cảm nhận từ 1 đến 12 độ và lần này trận động đất ở Hồng Kông là 4 độ Richter. Hu Hong Jun chỉ ra rằng nếu cảm nhận được một trận động đất từ 2 độ Richter trở lên, người dân sẽ cảm thấy rung động. Lần này, trận động đất 4 độ Richter tương đương với một chiếc xe tải lớn chạy qua. Một số vật thể sẽ rung nhẹ và cửa ra vào và cửa sổ sẽ có cót két. Hồng Kông từng trải qua trận động đất 5 độ Richter vào năm 1994. Siêu bão Yuyu đổ bộ vào Trung Quốc. Vào lúc 12 giờ 55 phút ngày 6 tháng 8, cơn bão số 5 năm nay Karfit đã đổ bộ vào thị trấn Liao, huyện Yangpu, tỉnh Phúc Kiến với những cơn bão dữ dội. Agency France-Presse cho biết đây là trận mưa xối xả lớn nhất trên bờ biển phía đông Trung Quốc trong hơn 30 năm. Tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trương Châu. Gần 300.000 cư dân đã được sơ tán khỏi Chiết Giang và Phúc Kiến. Karfit đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Yangpu, địa điểm đổ bộ. Theo thống kê từ thành phố Trương Châu, tính đến 6 giờ chiều ngày 5, tổng cộng có khoảng 630.000 người ở thị trấn Baxi, huyện Liêu San, Trương Châu bị ảnh hưởng, 453 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 1,5 tỷ nhân dân tệ, đặc biệt là đối với người nuôi hải sản tại địa phương thiệt hại lớn. Số lượng lớn bào ngư dạt vào bãi biển, hàng nghìn tàu cá bị hư hỏng.
Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã ban hành cảnh báo bão màu da cam sớm vào ngày hôm qua. Cảnh báo chỉ ra rằng cơn bão Catfish mạnh số 5 năm nay đã suy yếu thành bão vào lúc 21 giờ ngày hôm qua trên khu vực Đông Bắc Biển Đông và tâm của nó nằm ở eo biển Đài Loan, cách khoảng 150 km về phía nam của thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Lúc 5 giờ sáng nay, trên mặt biển phía nam có vị trí 23,1 độ Vĩ Bắc và 118,1 độ Kinh Đông. Sức gió cực đại vùng gần tâm là 13, khoảng 40 m trên giây. Dự đoán của đài quan sát khí tượng là Catfish sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và đổ bộ vào bờ biển từ ngã ba Quảng Đông và Phúc Kiến đến Hạ Môn, Phúc Kiến từ trưa đến đêm ngày mai. Cường độ có thể là một cơn bão nhiệt đới mạnh khi nó đổ bộ vào đất liền hoặc bão cuồng phong. Chịu ảnh hưởng của đợt Catfish này, không khí lạnh trong 24 giờ tới hầu hết các vùng biển Hoa Đông, vùng biển phía đông Đài Loan, eo biển Pasi, eo biển Bielantang, phía đông bờ biển Quảng Đông, bờ biển Chiết Giang và bờ biển Đài Loan sẽ có gió mạnh cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Ven biển Phúc Kiến sẽ có gió giật mạnh cấp 9, 10 và gió giật mạnh cường độ cấp 11, 12. Eo biển Đài Loan và vùng biển phía đông bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 9, 11, giật cấp 12, 13. Sức gió trên vùng biển lân cận và các khu vực có tâm Catfish đều có thể đạt cấp 12, 13. Gió giật có thể lên cấp 14, 15. Nam Giang Tô, Thượng Hải, Trung và Đông Chiết Giang, Trung và Đông Phúc Kiến, Đông Quảng Đông và các nơi khác có mưa to đến rất to, có nơi mưa to cục bộ dọc bờ biển phía Đông Phúc Kiến. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung ương, các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, Quảng Đông và các tỉnh khác đều đã làm tốt công tác phòng chống bão và ứng cứu khẩn cấp để đề phòng các thảm họa thứ cấp như lốc xoáy, núi và các dòng chảy có thể do mưa lớn gây ra. Các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Hải Nam và các tỉnh khác khẩn trương họp phòng chống siêu bão trong đêm, đồng thời khẩn trương tiến hành điều chuyển người và tàu thuyền đến nơi tránh nguy hiểm. Hiện toàn bộ 48.646 tàu cá của tỉnh Quảng Đông đã về cảng trú bão, toàn bộ 11.476 bè đánh cá và ngư dân nuôi trồng thủy sản đã vào bờ tránh trú bão. 26.060 tàu đánh cá của tỉnh Hải Nam đã về cảng trú bão. Toàn bộ nhân lực tại các khu vực ven biển nguy hiểm đã được chuẩn bị sẵn sàng để chuyển vào bờ. 43 nhóm chuyên gia và 86 chuyên gia của tỉnh đã tham gia hai nhóm công tác và 3 nhóm chuyên gia của Tổng cục Quốc phòng đã được cử đi nhiều nơi để giám sát và loại trừ rủi ro của các hồ chứa khác nhau. Công tác phòng thủ tại các khu vực khác có thể bị ảnh hưởng bởi siêu bão cũng đang được tiến hành một cách trật tự. Và lúc 11 giờ 30 phút hôm nay, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan đã dỡ bỏ cảnh báo bão đối với khu vực Kim Môn của cơn bão nhẹ Catfish. Đồng thời cảnh báo chính và các đảo xa xôi của Đài Loan đều không bị đe dọa bởi bão Catfish. Cục khí tượng cho biết khi bão di chuyển, khả năng mưa ở nhiều nơi trong ngày mai là không cao. Hãng thông tấn Trung ương đưa tin hàng trăm người bị mắc kẹt trên đường cao tốc Suwon ở Đài Loan do mưa lớn và lở đất và tất cả các ngành của Đài Loan đã nỗ lực hết sức để giải cứu họ. Về vấn đề này, truyền thông nhà nước Trung Quốc hết sức ca ngợi, đồng thời cho rằng trong cảnh bị mắc kẹt và trong quá trình giải cứu, những cảnh quay đều cảm động. Hui Qingyu, một du khách 74 tuổi đến từ thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, nói với Tân Hoa Xã sau khi thoát ra ngoài an toàn, nhờ sự dũng cảm và kiên cường của các tài xế và hướng dẫn viên Đài Loan, chúng tôi đã vượt qua được thời điểm khó khăn này. Một nhóm du khách đại lục khác thoát khỏi khó khăn đồng loạt nói, chính tài xế Đài Loan đã cứu mạng chúng tôi. Người lái xe mà họ đề cập là Wang Weiqi đã chào đón những du khách đã thoát khỏi xe buýt du lịch khác để đến xe của anh ta trong trường hợp khẩn cấp. Và một đêm mưa bão, chiếc xe buýt du lịch với sức chứa 43 người này đã chen chúc lên 53 người. Tài xế dọn chỗ ngủ, chỗ để hành lý, cũng dọn chỗ nghỉ cho du khách đại lục. Cả xe chật ních người trải qua một đêm dài. Bị ảnh hưởng bởi cá da trơn và gió mùa đông bắc, mưa lớn đã đổ xuống khắp Đài Loan trong vài ngày, gây ra những tảng đá và sụp đổ dọc theo đường cao tốc Suwon. Và một số lượng lớn du khách đi trên xe buýt du lịch bị ngã và bị mắc kẹt. Trong đó có 274 du khách đại lục ở 12 nhóm. Hiện hơn 20 du khách đất liền vẫn đang mất tích. Những du khách còn lại trên đất liền đã được giải cứu. Lũ lụt ập đến miền Nam Trung Quốc. Thưa quý vị,
bão đổ bộ và đã xảy ra mưa lớn tại các tỉnh phía Nam của Trung Quốc, làm ít nhất 70 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất nhà cửa. Agence France-Presse dẫn lời truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết bão đã đổ bộ vào nhiều tỉnh và thành phố ở miền Nam Trung Quốc. Mưa lớn bắt đầu từ hôm thứ Tư đã gây ra lở đất và lũ lụt chủ yếu ở các tỉnh và thành phố bị ảnh hưởng, bao gồm Tứ Xuyên, Quảng Đông và Trùng Khánh. Tổng cộng 16 người đã thiệt mạng tại Quảng Đông, nơi hứng chịu mưa lớn trong những ngày qua. Bộ phận khí tượng dự báo sẽ có mưa lớn và mưa lớn cục bộ xảy ra ở khu vực đồng bằng sông Châu Giang. Trong hai ngày nay, các cơ quan liên quan ở Quảng Đông đã khẩn trương triển khai để tăng cường ứng phó. Báo cáo mới nhất từ Quảng Đông cho thấy trận mưa xối xả đã gây ra trận lũ lớn nhất trên toàn lưu vực ở sông Bắc Giang trong gần 60 năm qua trong năm nay. Ngoài ra, mưa bão cũng khiến hàng chục nghìn đầu máy và toa xe ở Quảng Châu ngâm nước. Nhiều công ty bảo hiểm ở Quảng Đông đã nhận được hơn 10.000 báo cáo bảo hiểm ô tô với thiệt hại ước tính hơn 139 triệu nhân dân tệ. Kể từ trận mưa xối xả đổ bộ vào Giang Tây, vào ngày 6, 12 người đã thiệt mạng, 230.000 người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế gần 400 triệu nhân dân tệ. Một số chuyên gia cho rằng trận mưa lớn liên tục hiếm gặp ở nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc có khả năng liên quan đến hiệu ứng đảo mưa do hiện tượng nóng lên toàn cầu và quá trình đô thị hóa mang lại. Theo các chuyên gia khí tượng trong nước của Trung Quốc, đợt mưa bão ở phía Nam không chỉ xảy ra trên diện rộng mà còn có cường độ mưa lớn. Agence France-Presse cho biết tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở Trung Quốc đã triển khai khẩn cấp để tăng cường khả năng ứng phó. 8 người thiệt mạng trong trận lở đất ở Vân Nam. Quý vị thân mến, một trận lở đất khác xảy ra ở Vân Nam, Trung Quốc khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 40 người mất tích. Năm nay, nhiều vùng ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất. Từ đầu năm đến nay, hơn 4.200 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong các trận lũ lụt khác nhau. Một vụ lở đất đã xảy ra tại thị trấn Wama, quận Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 40 người mất tích. Lực lượng cứu hộ cho biết nơi này đã bị san phẳng. Tân Hoa Xã đưa tin 23 dân làng đã được cứu tạm thời, nhưng do trời mưa liên tục, một số lượng lớn đá lẫn vào bùn đất gây cản trở công tác cứu hộ. Đội trưởng đội cứu hỏa đến ứng cứu cho biết núi dốc máy móc lớn không sử dụng được, phải đào thủ công khiến công tác tìm kiếm cứu nạn chậm tiến độ. Tuy nhiên, đối với liên lạc từng bị gián đoạn, tín hiệu điện thoại di động đã dần được khôi phục trước buổi trưa và các công việc như sửa chữa điện và đường đang được tiến hành. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.